Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 9. Kính chúc quý anh chị ngày thứ tư thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe nha. Và trong video ngày hôm nay chắc là em Quang sẽ báo giá nhanh toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom. Và để cho quý vị nào mà đang quan tâm một trong những xe trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ ngay cho em Quang, kết bạn qua Zalo cho em Quang đi để em Quang gửi full thông tin chi tiết cho quý anh chị nha. Và hôm nay thì cũng về khá là xe. Và giờ này thì cũng giờ chiều, mưa quý anh chị, mưa nè, rồi bây giờ cũng 5 giờ rồi, 5 giờ này. Nói chung là máy này cũng hơi lu bu nên là cũng không có quay sớm được. Quý chị thông cảm cho Quang xíu nha, qua giờ này nó hơi tối quý anh chị à. Rồi thì để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì Quang sẽ mời quý anh chị cùng vào nội dung chính ngày hôm nay. Và Quang sẽ nhắc lại là tất cả các xe Quang đang có trong video ngày hôm nay, cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị nha. Và đặc biệt cam kết cho quý anh chị theo cái mục là odo chuẩn, nếu như mà xe nào odo không chuẩn thì Quang sẽ báo luôn cho quý anh chị. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem dàn xe Quang đang có thôi. Let's go. Ok quý anh chị ơi, trước khi báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom thì em Quang xin phép báo giá cho quý anh chị một vài em xe. Em Quang vừa mới lên showroom, như là ở đây chúng ta sẽ có một em Peugeot 2008 GT Line 2024. Và đặc biệt em này odo chỉ mới có 1.100 cây thôi. Và hiện tại em xe đang được bên em Quang chào bán với mức giá là 735 triệu cho em xe này nha quý anh chị ha. Rất là đẹp nha, màu đỏ nè. Đấy, bản GT Line luôn, 2024 nha quý anh chị. Xe cũng có cả bể bước ha. Đây nội thất thì siêu đẹp nha. Odo chỉ mới có 1.100 cây thôi nha quý anh chị nha. Dán phim cách nhiệt đầy đủ hết. Xe này về là em Quang chỉ có rửa nước lã lên showroom thôi anh chị ạ. Đấy, Peugeot 2008 GT Line. Cho quý anh chị xem những cái xe mà bên Quang vừa mới về. Đấy, rất là đẹp luôn. Bánh sơ cua em này siêu mới nha. Đây, đương nhiên rồi, mới có 1.100 cây mà làm sao mà hạ bánh sơ cua rồi đúng không quý anh chị. Rồi, tiếp theo thì em Quang có đó chính là một em Mazda CX-5. Bản này là bản Luxury nha quý anh chị. Bản Luxury sản xuất 2021 và em xe đang được bên em Quang chào bán với mức giá là 725 triệu trên xe này nha. À quý chị thấy chưa, 735 triệu sở hữu em xe này thì chúng ta sẽ rẻ hơn một chút xíu mà sở hữu được cho mình một em Mazda CX-8 nè. Đấy, to bự ha, bự hơn 2008 nhiều nhưng mà đời thấp hơn. Đấy, bản Luxury, bản giữa thôi. Còn kia là bản full đó, GT Line ha. Đấy, nói chung là bây giờ dòng CUV mà 5 chỗ bên ngoài cũng khá là nhiều ha. Đấy, giá 725 triệu cho em xe này. Xuống 510 triệu có Hyundai Kona luôn nha quý anh chị. Bản đặc biệt xăng 2.0 nha. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển ra đằng sau đây một chút xíu thì em Quang có em xe này. Vừa mới lên showroom thì cũng hôm qua đã báo với quý anh chị rồi, Land Rover Range Rover. Đấy, bản này là bản HSE, Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 nha quý anh chị. Đàn em của Land Rover Range Rover HSE không có Sport nha. Đấy, cả hai em màu đen khá là đẹp luôn. Em này thì năm sản xuất năm 2017 nha. Odo em này là 89.000 cây, 86.000 cây. Đấy. Và em xe này hiện tại đây được em Quang chào bán với mức giá là 1.890 triệu cho em xe này nha anh chị ha. Máy xăng 3.0 nha, có bể bước nha. Xe này thì nói chung là bản này nó là hơi kiểu hiệu suất một chút xíu nên là về công nghệ nó cũng hơi ít nên là vẫn chưa có bể bước thục thò nha anh chị. Ghế chỉnh điện có nè, cần số là dạng cần nha chứ không phải là dạng núm vặn nha. Đấy, nếu mà quý anh chị nào mà thích thương hiệu chút xíu, hiệu suất lái một chút xíu thì đây là một trong những sự chọn hợp lý cho quý anh chị. Giá thành rẻ mà cái hiệu suất lái nó cũng khá là ok, có cả đèn viền nội thất nha. Xe này thì để có gì em Quang quay riêng cho chúng ta một cái video riêng ha, để xem có cửa hít không. Không có cửa hít luôn quý anh chị ạ. Rồi đây, hàng ghế sau đây, băng ghế sau. Xe thì cũng có cả cửa gió đằng sau ha. Hiện tại thì cũng hơi tối, quý anh chị thông cảm cho em Quang. Em Quang sẽ dành riêng những cái video chi tiết cho những cái em xe này nha quý anh chị ha. Giá là 1.890 triệu cho em xe này. Đấy, đây quý chị nhìn cái phần đuôi đằng sau này, quý chị sẽ thấy cái sự khác biệt. Đấy,
Nhìn cái này nó hơi kiểu thể thao chút xíu, còn nhìn kia nó hơi kiểu sang trọng một chút xíu nha. À, quý chị nhìn thấy ha. Rồi, đây cho quý chị xem cốp kiết đồ này nọ. Cốp là cốp điện bản sport ha. Ô, em này là 7 ghế luôn quý anh chị ạ. Em này 7 ghế luôn, bây giờ em mới để ý thấy 7 ghế ha. Rồi, bánh sô cô thì hình như chắc nằm ở dưới quá ha. Hay là con này nó chỉ có bộ bơm thôi. Nó có bộ bơm thôi ha quý anh chị, em thấy có bộ bơm nè, không biết có bánh sô cô hay không. Để quay kiểm tra thử cho quý anh chị xem luôn. Xe này nó không có bánh sô cô nha anh chị. Nó không có bánh sô cô rồi. Đấy, rất là đẹp nha. Ở đây thì hiện tại đang thiếu cái bình chữa cháy, quý anh chị nào mà mua thì để quan xem quan bổ sung cho quý anh chị. Nói chung bình chữa cháy cũng khá là rẻ thôi, nó loanh quanh cỡ 100.000 anh chị à. Rồi, ok quý anh chị, thì quay xin nhắc lại đây là Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 sản xuất 2017, odo em này là 86.000 cây và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 1.890.000.000 cho em xe này nha. Đấy. Thì quý anh chị nào mà muốn sang trọng hơn một chút xíu, chúng ta sẽ có em này Land Rover Range Rover HSE 3.0. Em này thì là sản xuất 2015. Odo em này là 62.000 miles và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 2.550.000.000 cho em xe này. Đấy, Range Rover thì quý anh chị thích rẻ có rẻ, thích giá cao cao xíu có giá cao cao, sang trọng hơn một chút xíu nha. Đấy, và cả hai em xe nhìn hầm hố ngang ngửa nhau cũng không thua gì nha quý anh chị. Đấy, đây cũng là một trong những cái dòng xe mà quay nói thật với quý anh chị là khá là đẹp nha. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì đó là hai em xe quay vừa mới về trong showroom ngày hôm nay. Rồi, thì chắc là bây giờ sẽ mời quý anh chị cùng theo chân quay để xem báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom nha. Và một số em xe quay vừa mới về, quay sẽ để ở đầu showroom cho quý anh chị xem ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với em xe đầu tiên, đó chính là một em Mazda 2 phiên bản sedan sản xuất 2019 bản premium, odo 5 vạn và em xe này đang được em quan chào bán với mức giá là 395.000.000 cho em xe này. Bản sedan nha quý anh chị, odo 5 vạn nha, 5 vạn km nha. Và Mazda 2 là một trong những dòng xe phân khúc B có mức độ tiêu hao nhiên liệu là từ tốn nhất, ok nhất luôn, 1.5 thôi. Đấy, rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi, cho quý anh chị xem nè, đèn đuốc đồ này nọ, xe được sở hữu nước sơn màu trắng nha. Rồi, cùng với giá 395.000.000 này, chúng ta cũng có thể sở hữu ngay cho mình được một em Mazda 3 phiên bản sedan sản xuất 2016, odo 8 vạn. Và xe cũng đã được chủ người ta lên khá là nhiều đồ chơi như là đèn cặp đèn bi nè quý anh chị ạ. Giá cũng chỉ có 395.000.000 cho em xe này thôi. Và xe này thì hình như qua cũng đã quay rồi, quý anh chị cũng có thể xem lại trong video trước đó ha. Đây, rất là đẹp nha anh chị. Rồi, quý anh chị nào mà thích ngon ngon một chút xíu thì chúng ta sẽ có một em Kia Cerato bản Luxury sản xuất 2021 nha. Odo em này là 5 vạn nha và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 505.000.000, máy xăng 1.6 nha quý anh chị ha. Máy xăng 1.6 cho em xe này. Cũng có cả cửa sổ chờ nha, bản Luxury có camera hành trình nè. Đấy, giá em này là chỉ có 505.000.000 thôi. Odo em này là 59.800 cây ha. Đấy. Xe này thì cũng vừa mới bảo dưỡng là dàn lạnh luôn quý anh chị ạ. À, quý anh chị đi xe này mà quý anh chị mua về dàn lạnh em này lạnh lắm quý anh chị. Nên là khi mà mình đi xe này mình phải nhớ đem theo áo lạnh nha quý anh chị ha. Rồi. Một em xe sang. Một em xe sang ha. Mini Cooper bản 3 cửa sản xuất 2021 nha anh chị. Đấy, odo em này là 15.000 cây và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1.580.000.000 cho em xe này nha. Màu xanh đen nha quý anh chị ha. Đấy. Xe này rẻ hơn xe hãng khoảng đâu đó 700.000.000 nha. Xe này em quan bán giữa 1.580.000 thôi. Lăn bánh xe mới phải đâu đó khoảng 2.2 tỷ. Đấy, có dễ chưa, đẹp hay là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp theo là một em Mazda 2 đến từ Nhật Bản. À, sản xuất 2019 luôn, nhưng mà đặc biệt cái em này khác em hồi nãy, em này là bản hatchback nha. Cái đuôi nó sẽ tròn hơn và cái hàng ghế sau nó sẽ rộng hơn, nhưng mà cái khoang cốp nó sẽ không bằng em sedan kia nha. Giá quan đang chào bán em này là 405.000.000 cho em xe này. Xin nhắc lại cho quý anh chị nha, 405.000.000 nha quý anh chị, 405.000.000 nha. Máy xăng 1.5 nha, nhỏ gọn đẹp nè quý anh chị ơi. Rồi, tiếp theo quan có cho chúng ta đó chính là một em xe đến từ Hàn Quốc nha quý anh chị. Kia K3 1.6 premium ha, sản xuất 2022. Odo em này là 18.000 cây nha quý anh chị và hiện tại đây để em quan chào bán với mức giá là 595.000.000 và trong video ngày hôm nay em quan giảm cho quý anh chị còn 560.000.000 nha. Là giảm hẳn đâu đó khoảng 35.000.000 cho em xe này nha anh chị nha. Lên xem xe còn ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị. Xe cực kỳ đẹp nha. Rồi, cùng phân khúc đó chúng ta có cho mình là một em xe Hyundai Elantra
phiên bản 1.6 Turbo sản xuất 2020 Odo 60.000 cây. Em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá cũng là 565 triệu luôn. Đời thấp hơn, Odo có thể nhiều hơn một chút xíu, nhưng mà về cái cảm giác lái của em này và cái phiên bản của em này cao hơn cái em xe đời 2022 này nhiều nha. Đó, bản này bản 1.6 Turbo là bản cao nhất. Bản cao nhất nha quý anh chị. Bản có chữ Sport ha, bản Sport đấy. Đấy, đây cho quý anh chị xem nội thất, trong nội thất cái ghế rất là đẹp nha anh chị. Đây, có chữ Sport luôn. Đấy, rất là đẹp nha anh chị ha. Ghế đen, chỉ đỏ. Rồi nút niết đồ này nọ là đầy đủ hết nha quý anh chị. Đấy, có làm mát ghế, sửa ghế, driver mode. Giá chỉ có 565 triệu trong xe này thôi. Lên xem xe quay ra lọc cho quý anh chị 5 triệu là còn 560 triệu trong xe này. Rồi Volvo XC Volvo S90 ha. Em này thì là xe mới, thì quý anh chị nào mà quan tâm liên hệ cho Quang sẽ gửi full thông tin ưu đãi chi tiết cho quý anh chị ha. Cái này là bên Volvo người ta liên kết với bên Quang để trưng bày xe nha anh chị. Toyota Corolla Cross bản V1.8 2020. Odo em này là 5 vạn. Xe cực kỳ đẹp luôn và đây là bản full. Bản có Toyota Safety Sense, có cam 360 nè quý anh chị ơi, cảm biến trước sau và có cả ô tô đèn pha, nói chung xe này khá là ngon. Và giá rất là rẻ, 698 triệu và trong video ngày hôm nay Quang giảm còn 679 triệu nha quý anh chị. Màu xanh khá là đẹp nha. Rồi. Và bên này chúng ta sẽ có cho mình là một em Volkswagen Tiguan bản on-space không có ghế massage. Nhưng mà bản này đã được chủ người ta độ ghế massage nha anh chị. Độ ghế massage, độ cửa hít nha. Sản xuất 2019, Odo em này cũng 5 vạn luôn. Và em xe này hiện tại cũng đang được em Quang chào bán với mức giá là 980 triệu. Nếu như mà so với xe mới quý vị phải tiết kiệm ra đó gần 1 tỷ. Xe mới em này em Quang nhớ không làm là khoảng hơn 1 tỷ 8. Nhưng mà em Quang bán bây giờ chỉ có 980 triệu thôi quý anh chị ạ. Bản On-Space 4 Motion 2 cầu. Không có ghế massage nha. Nhưng mà đã được chủ người ta độ ghế massage nha anh chị ha. Rồi. Em Corolla Cross kia là máy xăng 1.8. Em này là máy xăng 2.0 nha quý anh chị. Qua bên đây chúng ta sẽ có Mazda CX-8. Bản này là bản Premium nha quý anh chị ha. Sản xuất 2020. Em này Odo, em này là 52.000 cây. 50.000 cây 2020 bản Premium và đang được em Quang chào bán với mức giá là 825 triệu cho em xe này. Máy xăng 2.5 nha. Đấy, bản Premium nha, 2020, máy xăng 2.5. Rồi chúng ta nhẩm nhẩm thêm 100 triệu nữa thì sẽ có ngay cho mình là một em Honda CR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất. Sensin, sản xuất 2022. Đây có Sensin nha anh chị. Và giá em đang chào bán này là 925 triệu, máy xăng 1.5 Turbo. Đấy, sản xuất 2022 nha, cực kỳ đẹp. Rồi, di chuyển qua bên đây một chút xíu, chúng ta sẽ có em Hyundai Kona. Như là em nói với quý anh chị đây, Hyundai Kona máy xăng đặc biệt 2.0, sản xuất 2019. Odo em này là 39.000 cây, xe cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha. Và giá em quay đang chào bán em này là 510 triệu thôi. Và đây cũng là một trong những dòng xe mà em quay nói thật với quý anh chị là rất là phù hợp cho các cặp vợ chồng son đang tìm một cái xe để đi che nắng che mưa, để chở baby nhỏ, con nhỏ của mình đây, hay là đang có vợ mình đang có bầu, có thai, thì đây có một trong những em xe để đi che nắng che mưa nè. Đấy, đường kẹt xe quý chị nhìn là đường kẹt xe nè, thấy không? Đi một cái xe che nắng che mưa đó, thời tiết mưa gió như thế này thì quá đã, quá tuyệt vời luôn quý anh chị ạ. Có thể mình về nhà chậm hơn người ta một chút xíu, nhưng mà đi che nắng che mưa an toàn, đỡ bụi bặm, tốt cho vợ mình, tốt cho con của mình ha. Đấy, máy xăng 2.0 và mức độ tiêu hao nhiên liệu này thì chỉ tầm khoảng nào đó 7 lít cho 100 cây thôi, 6 lít 7 lít cho 100 cây thôi. Em Honda CR-V này máy là máy xăng 1.5 Turbo có VTEC nha quý anh chị. Đấy, và cũng rất tiết kiệm ha. Em này chạy tầm khoảng 6 lít rưỡi cho tới 6 lít 700 cây thôi nha quý anh chị ha. Rồi Peugeot 2008 xin nhắc lại giá cho quý anh chị, bản này là bản GT Line 2024 Odo 1.100 cây nha. 1.100 cây thôi và em xe này đang được em Quang chào bán với mức giá là 735 triệu cho em xe này nha quý anh chị. 735 triệu nha. Tiếp theo mang tới cho quý anh chị đó chính là một em Kia Sorento máy dầu phiên bản Signature 2022 Odo, em này là 46.000 cây. Và đặc biệt cái là em này là bản 6 ghế, bản chủ tịch nha quý anh chị. Bản này thì rất là xịn sò luôn. Đấy, ngồi thì ghế tách biệt ha, ngồi rất là ngon. Đấy, bản Signature thì công nghệ cũng khá là nhiều, có camera 360, radar đồ đầy đủ hết.
và hiện tại xe đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 035 triệu, và trong video ngày hôm nay em Quang giảm cho quý anh chị còn 1 tỷ 010 triệu nha, đã giảm cho quý anh chị 25 triệu cho em xe này. Hyundai Santa Fe, máy xăng bản premium, sản xuất 2021, odo 2 vạn nha, đã được chủ người ta lên 4 cái đèn bi led. Bộ đèn bi này quý chị phải đâu đó là gần cả chục triệu quý anh chị à, 4 cái đèn bi này không là đã cả chục triệu rồi. À, những cái xe nhỏ, những cái con xe Fadil Morning đồ này nọ mà lên một cặp đã đâu đó khoảng 7-8 triệu rồi. Thì em này lên thì chắc 4 cái đèn bi này cũng phải đâu đó là khoảng hơn chục triệu đó quý anh chị à. Không có đùa đâu. Và em này thì là máy xăng. Tuy là máy xăng 2.5 nhưng mà xe này có cái công nghệ gọi là hát sát quý anh chị, nên là mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng khá là từ tốn thôi. Khoảng 7 lít cho tới 8 lít, khoảng 8 lít quý anh chị, 8 lít, loanh quanh 8 lít cho 100 cây nha. Đấy, rất là ngon nha. Và giá quay đang chào bán này giá chưa tới 1 tỷ luôn, 995 triệu cho em xe này. So với xe mới ngày xưa, thời điểm lúc mới ra mắt quý anh chị mua phải đâu đó khoảng 1 tỷ 3 hơn, gần 1 tỷ 4. Mà bây giờ quay bán ở 995 triệu thôi quý anh chị à. Đấy, quá rẻ, Santa Fe giờ quá rẻ luôn quý anh chị ơi. Quá ok, quá hợp lý luôn ha. Rồi, đèn anh của Santa Fe chúng ta sẽ có cho mình là em Hyundai Palisade bản Exclusive, sản xuất 2023, odo em này là 12.000 cây, máy dầu 2.2 diesel, chung máy với Santa Fe máy dầu ha. Và em này đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 420 triệu cho em xe này, và trong video ngày hôm nay em Quang giảm cho quý anh chị còn 1 tỷ 380 triệu cho em xe này nha. 1 tỷ 380, sở hữu ngay cho mình một em xe to bự đến từ Hyundai. Hyundai Palisade Exclusive, sản xuất 23 1380 ha, đèn anh của Santa Fe nha. Và đây cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh với lại Ford Explorer. Rồi, qua bên đây chúng ta sẽ có ngay cho mình đó chính là một em Kia Carnival Signature, máy dầu, sản xuất 2022, odo 25.000 cây, và em xe đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu cho em xe này nha quý anh chị ha. Máy dầu 25.000 cây nha. Và hiện tại em quay đang về cho mình một em Kia Carnival Signature máy dầu 2023. Em xe đó em quay đang chào bán mức giá là 1 tỷ 390 triệu nha. Màu trắng nha quý anh chị. Xe đó em quay sẽ để ở trên đầu cho quý anh chị xem ha. Rồi, tiếp theo đây chúng ta có ngay cho mình là một em Toyota Fortuner máy dầu bản 2 cầu, sản xuất 2018. Máy dầu 2.8 2 cầu nha. Em này odo 5 vạn và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 910 triệu cho em xe này. Đấy, 910 triệu sở hữu ngay cho mình Toyota Fortuner máy dầu cực đẹp, lên mặt ga lăng LX570 nha quý anh chị, vẫn còn mặt zin nha. Kia Cerato, xe này báo giá cho quý anh chị rồi, sorry quý anh chị ha. Rồi, báo giá nhanh một cặp này. Land Rover Sport HSE 3.0, sản xuất 2017. Odo em này là 86.000 cây và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 890 triệu cho em xe này. Land Rover HSE 3.0, sang xịn mịn nha. Em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 2 tỷ 550 triệu cho em xe này. Ford Everest Titanium máy dầu 1 cầu, B-Turbo, 2022 sẽ có lô Turbo thường và B-Turbo. Em này là lô cuối sẽ có B-Turbo, có Euro 5.2, có bình áp lưu nha quý anh chị. Euro 5.2 có đồng nghĩa là chúng ta sẽ có bình áp lưu và sẽ có bình gọi là bình, đó là bình hòa tan dung dịch đốt khói đen nha. Và em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 015 triệu cho em xe này ha. Tiếp theo chúng ta lại có một em Hyundai Santa Fe máy dầu bản premium, sản xuất 2021. Odo em này là 4 vạn mà xe rất là đẹp nha quý anh chị, cực kỳ đẹp, chủ người ta đi rất là kỹ luôn. Và em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 045 triệu cho em xe này nha. Quý vị xem video này giảm cho quý chị 5 triệu, em xe này là còn 1 tỷ 040 triệu nha. Rồi, Volvo XC90. Đúng rồi quý vị, XC90. Xe này mua mới giá phải đâu đó là khoảng 4 tỏi mà bây giờ em quan bán chỉ còn có hơn 1 tỏi rưỡi thôi. Hơn 1 tỏi rưỡi cho em xe này. Và giá bao nhiêu chính xác quý chị liên hệ cho em quan. Em quan sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị. Rẻ hơn thị trường khoảng 400 triệu nha quý anh chị. Rẻ hơn thị trường khoảng 400 triệu nha. Lý do tại sao lại rẻ như vậy? Xe không tai nạn, không có cứng đụng gì hết nha. Cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có cái là odo nó là khoảng hơi nhiều thôi, khoảng 100.000, khoảng 100.000 mai nha quý anh chị. Nhưng mà xe hiện qua sửa sẽ có bảo hành cho quý anh chị để quý anh chị chơi xe này nha. Bảo hành động cơ hộp số cho anh chị ha. Đấy, T6 ha. Quý chị cũng đã thấy cái sự lợi hại an toàn của cái dòng xe Volvo XC90 này ở trên vụ cầu Phú Mỹ rồi ha.
Rồi, tiếp theo qua bên đây chúng ta sẽ có ngay cho mình là một em Mazda CX-5 quý anh chị ơi. Mazda CX-5. Ê, em này hình như báo giá cho quý anh chị rồi đúng không? Bản này là bản Luxury. À, em quay nhầm. Bản này là bản Luxury ha. Hiện tại bên đây còn một em bản Premium nữa. Em sẽ để thông tin ngay đây. À, em sẽ để ở trên đầu đi. Để ở trên đầu video cho quý anh chị xem luôn ha. Đấy, thì quý anh chị có thể xem ở trên đầu video em sẽ CX-5 bản Premium đó nha. Đấy, xe rất là đẹp. Rồi, xe này đọc rồi nên chúng ta sẽ lướt qua. Thôi, nhắc lại giá cho quý anh chị luôn. CX-5 Luxury 2021 em này và đang được em quan chào với mức giá là 725 triệu trên xe này nha. Rồi, một em McLaren 650S. Đẹp quá quý anh chị, quá đẹp luôn. Nhưng mà xe này để đi uống cà phê thôi, không bán nha anh chị, không bán nha. Rồi, lại thêm một em Mercedes-Benz 560S, 560SL 1985. Nhưng mà xe này cũng không bán luôn. Thì quý anh chị nào mà đang muốn đến để chụp hình check-in và trải nghiệm với những cái em xe cổ này thì có thể đến chụp hình check-in thoải mái, em Quang vẫn hỗ trợ cho quý anh chị check-in thoải mái nha. Ê, em BMW DC lại về rồi ha. Đấy, năm 1927 nha quý anh chị ha. Đấy, nhà mẫu xe đầu tiên của nhà BMW luôn quý anh chị ạ. Rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ có ngay cho mình là một em Mazda CX-8 bản Luxury 2021. Và em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 815 triệu nha. Luxury đời 2021 nha quý anh chị. Màu xanh Kawasaki rất là đẹp nha. Odo em này thì em Quang nhớ khoảng 4 vạn. Khoảng 4 vạn cho em xe này. 48.000 cây. Cũng khá là ít nha. Xe này hình như em Quang cũng chưa quay chi tiết thì phải. Quý anh chị đón chờ em Quang quay chi tiết cho quý anh chị xem nha. Rồi, Kia Sedona. Máy xăng V6 3.3 sản xuất 2019. Odo 6 vạn nhưng em xe này em Quang sẽ không bao Odo nha, riêng em này. Bởi vì cái thứ nhất là em Quang lấy lại của cò lái nha quý anh chị ha. Lấy lại của một chủ nhưng mà chủ đó người ta mua cò lái thì trước đó mình không có rõ như thế nào. Thì cũng Odo 6 vạn và trong lịch sử hãng thì cũng tầm tầm cỡ 5-6 vạn gì thôi. Nhưng mà bên em Quang check xe thì khả năng là em xe này cái đồng hồ nó không chuẩn nên là không có bao Odo. Nhưng mà cam kết chất xe cho quý anh chị cực đẹp. Không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị nha. Và sẽ có bảo hành cho quý anh chị khi quý anh chị chơi xe này. Máy xăng V6 3.3 và đang điện quan chào bán với mức giá là 745 triệu, rẻ hơn thị trường khoảng 50 triệu cho em xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cho mình là một em Ford Everest Titanium máy dầu một cầu 2019 facelift đèn vuông mới nha. Em xe này Odo là 75.000 cây. Tuy là 75.000 cây nhưng mà quý anh chị nhìn cái chiếc xe cứ như là 7.500 cây vậy, rất là đẹp quý anh chị. Sơn si từ trước ra đằng sau đồng màu nè. 3 đợt sóc liền lạc, 4 lớp Goodyear mới tanh, cực đã luôn, cực ken sao ben luôn. Đây quý chị nhìn hai cái lớp trước rồi sẽ thấy ha. Lớp thì có thể là thay rồi ha, 75.000 thì chắc chắn là phải thay rồi. Nhưng mà lớp rất là mới nha quý anh chị. Rồi, em xe này thì hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 855 triệu cho em xe này. Lên xem xe còn ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị ha. Rồi, em xe cuối cùng trong video ngày hôm nay, Lincoln Limousine Towcar bản 7,5 m nha quý anh chị. Xe này dài 7,5 m nha. Ngồi 9 người. Và em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá hơn 2,5 tỷ. Xe sản xuất 2006 nha. Xin nhắc lại với quý anh chị là em xe đang được em quan chào bán với mức giá là hơn 2,5 tỷ nha. Và xe là sản xuất 2006, máy xăng V8 4.6 nha quý anh chị. 4.6 cho em xe này, ngồi 9 người, biển du lịch nha. Đấy, rất là đẹp. Quan tâm xe này liên hệ cho em Quang, sẽ gửi full thông tin chi tiết hình ảnh cho quý anh chị xem nha. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang có tại showroom trong video ngày hôm nay và đã báo giá cho quý anh chị xem. Thì quý anh chị đang có quan tâm một trong những cái xe nào trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại 0833 088 882, hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom của em Quang, 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Lên xem xe Quang sẽ còn ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị ha. Và trước khi lên xem xe nhớ alo cho em Quang trước để tránh trường hợp xe bán rồi lên không có xe, mất thời gian của quý anh chị nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video ngày hôm nay. Nếu như quý chị thấy video này hay cho xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Nếu như thấy video này hay cho xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới nha để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang. Cảm ơn quý anh chị và bây giờ em Quang sẽ đi ra tắm mưa đây. Mưa lớn quá quý anh chị, đi ra tắm mưa thôi.